Vâng anh sẽ được cái chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến Từ ngày hôm nay tiếp tục chúng ta lại xoay quanh câu chuyện của đàn gà con cũng như câu chuyện của anh Mệnh Quỳnh Và câu chuyện liên quan tới Trường Sang thì các quý vị cũng đã biết trong cái thời gian này thì những cái live show những cái sự kiện mà đàn gà con được mời rất là nhiều trong cái dịp cuối năm như thế này đó là một trong những cái tin vui nhất đối với đàn gà con cũng như ở những người hâm mộ đàn gà con cũng như tuyết nhung và thiên ngân thì trước khi đến với những câu chuyện này thì ở chúng ta cũng biết rằng là những cái câu chuyện mới đây thì trường sang cũng đăng tải một số những cái thông tin liên quan tới bản thân của mình cũng như là cái video ngày hôm qua thì uh, vượng hạnh cũng đã cập nhật cho quý vị biết là trường sang cũng đã đăng tải những cái tâm trạng của mình lên trên trang cá nhân và ngày hôm nay thì uh, trường sang lại tiếp tục đăng tải những cái thông tin về những cái live show mới nhất uh, thời điểm hiện nay cũng như là tuyết nhung thì em ấy cũng đã đăng tải những cái dòng trạng thái rất là Um, vui đến uh, cho quý vị khán giả được biết là em ấy đang và đã chuẩn bị cho cái uh, live show tối ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm nay thì trường sang cũng đã đăng tải một số cái thông tin uh, rất là mới em ấy vừa đăng tải xong thì uh, vượng hạnh cũng xin được cập nhật cho toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta được xem uh, sau đây thì uh, vượng hạnh sẽ đọc cho mọi người nghe những show diễn ngày cuối cùng của năm trực tiếp đài truyền hình Long An vào lúc à 20 giờ tối nay tại Long An 34 và Evan quận 12 nhé mọi người ơi. Thay lời muốn nói và gửi lời chúc xuân trước thềm năm mới 2023. Trường Sang xin được gửi tặng quý vị ca khúc mới phát hành phát hành ạ. À. Đó là em ấy cũng gắn một cái link ở trong YouTube lên cái trang cá nhân mình. Nếu như ai có điều kiện chúng ta có thể vào chúng ta uh, nghe những cái này thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận à, cũng để à, chúc mừng cho em ấy à, chúc con luôn thành công nhé hãy cố gắng lên chúc cho show diễn của con thành công được mọi người yêu mến chúc à, con thành công nhé chúc em show diễn thành công nè năm mới nhiều niềm vui may mắn ừ, ngày càng hát hay hơn và nhận được nhiều tình yêu thương của khán thính giả khắp mọi nơi nha đó đây là những cái lời mà chúc mừng cho trường sang thì những ngày hôm qua vượng hạnh cũng đã nói rằng à, bước sang năm mới 2023 thì tất cả mọi người chúng ta à, chúng ta hãy nên hoan hỷ cho tất cả mọi người chúng ta hãy bỏ qua những cái lùm xùm chúng ta hãy bỏ qua tất cả những cái gì mà nó liên quan tới ký ức thì chúng ta hãy bỏ qua và chúng ta hãy hướng tới một cái mục tiêu khác và chúng ta sẽ có một cuộc sống tràn đầy niềm vui hạnh phúc và luôn luôn được bình an thưa quý vị thì tất cả chúng ta thì ai cũng có những cái sai lầm ai cũng có những cái để mà uh, nó không đẹp đối với chúng ta nhưng uh, bản thân chúng ta hãy bỏ qua chúng ta hãy hoan hỉ cho nhau để rồi uh, chúng ta có được một cuộc sống những cái ngày hạnh phúc nhất trong gia đình uh, thì mới đây nó rất là nhiều những cái câu chuyện buồn đã xảy ra đối với đàn gà con thế nhưng mà rất cảm ơn quý vị khán giả trong những cái thời gian vừa rồi đã cố gắng hết sức mình đã đồng lòng ủng hộ cho đàn gà con đến ngày hôm nay thì những cái niềm vui đó thì cũng phải cảm ơn tới các quý vị và các bạn rất nhiều à, vượng hạnh đến ngày hôm nay vượng hạnh rất cảm thấy rất là uh, rất là vui rất là mừng khi mà đàn gà con được sự yêu thương đùm bọc của toàn thể các quý vị khán giả trong và ngoài nước đó là niềm vinh hạnh đối với đàn gà con thưa quý vị tất cả mỗi chúng ta thì uh, cho đến thời điểm này thì cũng quý vị cũng biết rồi, ạ à, cũng sắp hết năm 2022 Thì nó có những cái nỗi buồn, những cái niềm vui Thì đến bây giờ chúng ta bước sang năm 23 chúng ta hãy gạt bỏ tất cả Chúng ta hãy hướng tới một cái tương lai mới cho tất cả mọi người Chúng ta hãy cùng nhau vun đắp, cùng nhau ủng hộ cho đàn gà con sẽ phát triển mạnh trong tương lai Thưa quý vị, chúng ta hãy bỏ hết sân si, bỏ hết tất cả mọi thứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp Thưa quý vị và các bạn Vâng thưa quý vị là chúng ta hãy bỏ hết những sân si, bỏ hết tất cả mọi thứ để chúng ta hướng tới một cái tương lai thật sự tốt đẹp cho cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Thì Vượng Hạnh cũng đã đọc rất là nhiều những cái bài kinh, những cái gì mà hướng tới trong cuộc sống thì từ ngày đó Vượng Hạnh cũng bỏ hết sân si, bỏ hết những tất cả những cái gì mà nó nó liên quan tới cái nó không vui thì chúng ta sẽ hướng tới những cái điều mà chúng ta mới mẻ hơn đẹp đẽ hơn và sẽ vui tươi hơn trong cuộc sống thưa quý vị. thì ngày hôm nay thì vượng hạnh cũng chỉ muốn cập nhật tất cả mọi thứ cho mọi người biết thêm những cái thông tin về đàn gà con của chị phi nhung. thì ngày hôm nay thì thưa quý vị là à, tuyết nhung cũng đã tới được à, đắk nông. em ấy cũng có đăng tải là à, em ấy rất là tiếu táo một chút em ấy ghi là chào xin đắk nông tức là xin chào đắk nông. xe xe lạnh à, lại thích lắm Mọi người ạ, à, đó, đó là những cái chia sẻ của Tuyết Nhung và rất là nhiều người cũng đã bình luận. Dễ thương quá Tuyết Nhung ơi, hãy cố gắng lên con nhé. Dễ thương quá em gái. Chúc cháu tối nay hát hay và vui vẻ đón năm mới 2023 nhé. Dễ thương quá nè. Chúc bé tối nay tỏa sáng nè. Thì mọi người tối nay là cái show diễn của bé Tuyết Nhung ở tại Đắk Nông thì cũng xin được kính mời tất cả mọi người chúng ta chúng ta hãy cố gắng chúng ta hãy vượt qua Tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ đến Đắk Nông nếu ai ở gần chúng ta có thể đến xem cái live show này Đó là những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc của đàn gà con của chúng ta đúng không ạ Trong những cái cuộc sống này thì nó có nhiều bụn bè à, Vượng Hạnh cũng rất là hiểu, quý vị cũng có rất là nhiều những cái tâm trạng Những cái buồn vui trong cuộc sống Ai cũng rồi cũng phải ra đi thôi thưa quý vị Nhưng cho nên, nên là chúng ta hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc Khi chúng ta còn khỏe cái thứ nhất vượng hạnh muốn truyền tải tới các quý vị cái thứ nhất trong gia đình thì các quý vị nên báo hiếu cha mẹ mình nên sống tốt với tất cả anh chị em của mình trong nhà và sau đó chúng ta yêu quý ai thì lúc đó chúng ta sẽ hướng tới một cái tương lai nó tốt đẹp chúng ta hãy ủng hộ những cái gì nó liên quan tới cái đức cái nhân chúng ta hãy ủng hộ tất cả những cái thứ gì mà nó mang lại cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc chúng ta cảm thấy vui trong cuộc đời này thì tối nay thì tại Đắk Nông thì Tuyết Nhung sẽ biểu diễn tại Đắk Nông thì mời các quý vị chúng ta hãy ghé thăm và cũng để ủng hộ cho đàn gà con của chị Phi Nhung sẽ tiếp tục trên cái con đường lai Xô con đường nghệ thuật của mình và anh Mạnh Quỳnh cũng có thông tin rằng là đã điện cho các con và cũng đã dạy bảo cho các con trong những cái bài hát từng cái luyện láy từng cái nhịp điệu để cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân cố gắng phát triển và cố gắng học thật tốt để uh, đi biểu diễn thì ngày tối ngày hôm nay thì đã uh, có mặt tại Đắk Nông để biểu diễn cho các quý vị được xem. Cho nên uh, vượng hạnh rất muốn truyền tải đến các quý vị rằng tất cả trong cuộc sống này, uh, trong cuộc sống này chúng ta hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống này, chúng ta hãy cố gắng bao hiếu cha mẹ này, chúng ta tốt với anh chị, để rồi uh, chúng ta sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc và chúng ta sẽ vui vầy bên gia đình. Thưa quý vị, tất cả mọi thứ đến ngày hôm nay thì uh, Vượng cũng rất là cảm ơn uh, tất cả các quý vị khán giả trong và ngoài nước liên tục, liên tục uh, theo dõi đàn gà con và để cho đàn gà con có một cái bước tiến rất là tốt thưa các quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng chỉ mong uh, mọi người có những cái uh, mọi người uh, hướng tới và mọi người có thể là cảm thấy vui mừng với những cái việc mà mình đã làm. Cho nên là uh, đàn gà con hôm nay thì rất là vấn khích thưa quý vị vì đã nhận được rất là nhiều những cái lượt comment những cái gì mà quý vị khán giả đã ủng hộ cho đàn gà con thì Tuyết Nhung cũng có đăng tải là mời các quý vị là chúng ta hãy bớt chút thời gian trở về tại Đắk Nông để chúng ta ủng hộ cho đàn gà con cái niềm vui này thì thật sự là hôm nay thì cảm thấy Tuyết Nhung cảm thấy các em ấy có những cái động lực nhất định uh, để mà uh, có được những cái không khí hào hứng như ngày hôm nay. Đó là những cái niềm vui mà Vượng Hạnh muốn uh, đăng tải và muốn báo tin cho các quý vị chúng ta được biết. Chúng ta hãy cố gắng uh, làm thế nào để cho cuộc sống của mình sẽ vui vẻ hơn và những cái hạnh phúc riêng của của mình đúng không thưa quý vị? Uh, và cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian xem kênh của Vượng Hạnh TV. Quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ, đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều